우리 내일 소풍 간다. Ngày mai chúng tớ đi dã ngoại. 너도 우리랑 같이 갈래? Cậu có muốn đi với chúng tớ không? 좋아. 같이 갈래? Được, tớ cũng muốn đi. Ok. 그럼 우리 같이 가자. Ok, chúng ta cùng đi nhé. 몇 시에 출발해야 해? Mấy giờ phải xuất phát? 우리 7시에 출발해야 해. Chúng ta phải xuất phát lúc 7 giờ. 오늘 저녁에 바로 짐 싸는 게 좋을 거야. Cậu nên xếp đồ đạc ngay tối nay. 나뭐 준비할까? Tớ nên chuẩn bị gì? 과자 준비할까? Tớ có cần chuẩn bị đồ ăn vặt không? 응, 넌 과자만 준비하면 돼. Ừ, cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn vặt thôi. Ngày mai chúng tớ đi dã ngoại. Cậu có muốn đi với chúng tớ không? Được, tớ cũng muốn đi. Ok, chúng ta cùng đi nhé. Mấy giờ phải xuất phát? Chúng ta phải xuất phát lúc 7 giờ. Cậu nên xếp đồ đạc ngay tối nay. Tớ nên chuẩn bị gì? Tớ có cần chuẩn bị đồ ăn vặt không? Ừ, cậu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn vặt thôi.오빠 한국말 할줄 알아요? Anh có thể nói tiếng Hàn không? 응, 나 한국말 할줄 알아. Có, anh có thể nói tiếng Hàn. 가르쳐 줄수 있어요? Anh có thể dạy em không? 당연하지. 언제부터 공부하고 싶어? Được. Em muốn bắt đầu học khi nào? 바로 내일부터요. Ngay ngày mai ạ. 근데 저 한국어 교재가 없어요. Nhưng em không có sách tiếng Hàn.내거 써도 돼. Em có thể dùng sách của anh.
고마워요. 내일 만나요. Em cảm ơn anh. Hẹn gặp anh ngày mai. Okay. 근데 내일 비올 수도 있어. Đồng ý. Nhưng ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. 잊지 말고 우산 꼭 챙겨. Em nhớ mang ô nhé. Anh có thể nói tiếng Hàn không? Có, anh có thể nói tiếng Hàn. Anh có thể dạy em không? Được, em muốn bắt đầu học khi nào? Ngay ngày mai ạ. Nhưng em không có sách tiếng Hàn. Em có thể dùng sách của anh. Em cảm ơn anh. Hẹn gặp anh ngày mai. Đồng ý. Nhưng ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. Em nhớ mang ô nhé.